Ở đây Mẹ mẹ có cái gì mẹ không cho ai không ở. mẹ có cái gì mẹ không cho ăn không ở? Cháu chào ông bà ạ. Cháu chào ông bà. Cháu chào ông bà. Anh Đông xin mến chào quý khán giả toàn thể cô bác, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của anh Đông. Các bác hôm nay được một ngày rảnh rỗi thì đưa bó đi về, và đưa bó đi về nhà bố mẹ bác ạ. Với lại cùng chuyến đi đấy thì chuyển cái thùng quà đi cho em gái của dế nữa các bác ạ. Vừa rồi có một cô ở dưới kia gửi lên cho em gái của dế, thì hôm nay nhân tiện đưa bó về thì là trao cả cái thùng quà đi cho em gái của dế các bác ạ. Sao cứ nhìn chú này hả? Có hôm nay đi là thứ nhất là đi về thăm cả cái nhà cũ của dế nữa, xem là đã sập chưa, và đưa bó đi về. Thì cũng rất là mong các bác, các cô, các bác là đừng rời màn hình để theo dõi cái hành trình của anh em anh ông đi đi nhặt bó các bác ạ, đưa bó về. Thì sáng Nào nay lên đây lúc lấy cho. sáng thì có nói với bó là đưa đi về, thế là lại khóc một một trận, lại khóc Nào lên đây tẩy ở cho anh. nhà anh ông một trận các bác ạ. Lên đây tẩy cho anh. Dừng lại. Sao ấy? Ừ. Sao mấy lần bảo đưa về thì lại mặt như cái đít nồi đấy hả? À, bó. Đây này. Nào dế cho bó lên xe đi. Một lần, một lần, một lần, một lần. Mà. Ôi Mới nhìn thấy à? sao Đưa khóc bó nhiều thế này làm gì? đi. Đưa về mà có cái gì đâu mà. Đưa đi về tí là đưa quay lại không à. Có phải là đưa đi xong để đấy đâu. Xem còn tiền không. Ôi dồi ôi, mua cả, còn biết đi mua cả thuốc đau đầu này, thuốc tàu này. Nãy đi chợ mua à? Bao nhiêu tiền đấy? Có. Cho nên ipon ạ. Y xịa. Đấy, nó còn biết tự đi mua thuốc tàu để đau đầu, chống đau đầu này các bác. Thuốc này mà đau đầu uống rất là khỏi, rất là nhanh luôn. Này, kẹo nữa này. Kẹo trong túi này. Hai gói thuốc đau đầu. Thuốc tàu. Nãy hôm qua đưa cho 50 luôn là đi tiêu còn bao nhiêu? Sáng nay ăn sáng mất 20.000 rồi. Nào. Đi về để tí đi xong là quay về đấy mà, có phải đi xong ở đấy đâu. Nào, đi lên xe nào. Đi tí chú khác đưa quay về. Không sợ ở đấy đâu, đi. Đi nào. Đi. Không phải khóc đâu. Khóc nhiều đau mắt đấy, vừa nãy vừa nhỏ thuốc vào mắt đấy. Nào đi. Đi. Đi tí nhé, chú khác đưa về. Không sợ đâu. Nếu mà bố giữ ở lại thì vẫn ở lại. Nếu mà bố không giữ thì vẫn đưa về đây. Nhà. Hả? Nhá. Nói phải vâng dạ, không là chú không cho đi. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Ừ, thế lên xe đi. Lên xe đi về tí lại đưa quay lại. Không phải khóc nhiều đâu. Cái khu nhà dễ còn tít ngoài kia, đi xuống suối xong là đi ra kia, ra đằng kia nhà có ở đằng kia thì sẽ đi xuống suối bên này qua suối đi.
Đồng gặp mấy bạn nhỏ đi tắm ở suối này các bác ạ, cho mỗi người cái kẹo. Ủa, bạn này mắt bị làm sao ấy? Chị Phúc hay là? Phúc thả luôn chị Phúc? Phúc, nó chê nhóc qua từ. Ồ, nhóc về như là? Ta hôn nhóc về như ta là? Ê! Nó thả hả? Nó chị lo nên bỏ nó thả chị bao. Ôi dồi, sao cả này hai đứa này không có bố á? Nhà ở đâu? Cùng mẹ đi lấy, mẹ đi lấy chồng á? À? Có hai đứa này cùng ông với bà ở đâu đây á? À? Vâng, ở đâu, nhà ở đâu? Nhà trên đấy. À, đứa này không có bố à? Cả đứa kia này. À, thế là 1, 2, 3, 4, 5 năm đứa này là cùng một nhà giống nhau đấy? Không, mấy đứa này ở trên này. Cháu xin chú nói to lên. Dạ. Cháu xin chú nay mở chưa? Cháu xin chú. Nó tha nè. Cầm cái này đi, đừng vứt ở suối. Không được vứt đâu nhé. Nào. Mà này học lớp mấy rồi? Lớp mấy rồi? Cháu học lớp 1. Thế xin đi, cháu xin chú. Xin chú. Ừ. Bạn này học lớp mấy rồi? Hả? Mẫu giáo à? Ừ. Cháu xin chú. Xin chú. Rồi. Đâu rồi, còn một bạn nữa đâu rồi? Mà này học lớp mấy rồi? Hả? Nó chơi nhóc coi từ. Ừ? Nhớ không? Sao mặt đen thế? Ngay ở ngay suối đây không biết tắm à? Chị Pốt ra đây là? Cháu xin chú. Ừ. Chị Pốt một ra đây hao là? Hả? Ôi chà mà lúc đường vô chua như lì à? Chị Pốt ra đây là? Hả? Bơi không? Này. Dế không có bố à dế? Bây giờ ở với ai? Cùng ông với bà ở. Bố bị làm sao? Chết á? Tự chết hay là như nào? À. Ăn lá ngón á? Không biết bị như nào. À. Không phải ăn lá ngón đâu gì. Mà này nhà ở đâu? Nó chơi nhóc coi từ. À. Có cậu tí ở chị? Cậu tí ở chị à? Cậu mô giá là? Cháu xin chú. Ừ. Nó chị nói. Chị nói mà chị bú hả? Ừ. Không biết xin nên không dám ăn. Ôi dồi ôi. Nhìn mặt đen xì luôn. Nhà ở đâu? Nó chơi nhau coi thử. Ờ nhớ hả? Có cậu A Chị. Cậu bố tỏ. Thế là hai bà này không có bố à? Chúng ta là ở với bà. Ở với ông với bà. Ôi dồi ôi, mông. À. À. Thế. À, cô bác à, đấy thì
cũng các cái thước phim thì các bác cũng biết là các cháu khi mà bố mất đấy thì mẹ đều đi lấy chồng, không được mang theo con, nên là toàn là các con để lại cho ông bà họ hàng. Tiếp tục đi các bác ạ, tiếp tục đi, đi ra kia bắt đầu lội suối các bác ạ. Ui ồ, nước sâu thế nhỉ. Ui sâu lắm. Đường bé bé các bác ạ. Ôi cỏ dầm đấy. Vừa rồi sang thì cây ngô này chưa được trồng đâu. À có trồng rồi chứ nhỉ. Trồng nhưng mà bé bé thấp, giờ cũng đã lớn như này rồi. Đây bạn này có được chưa? Tao chị tao, chị tao tao là ừ, chị tao mà vô vô. Cái tay sao mà đen xì như này. Bạn này học lớp mấy rồi? Lớp 3. Trước khi lấy kẹo thì làm như nào? Hả? Cháu xin chú. Cháu xin chú. Ừ. Nó là. Này. Bạn này được chưa? Chỉ tao tao là. Của ta tao mà. Hả? Ôi giời. Tiếng Anh không biết nói này. Nè, cháu xin chú. Rồi, ok, học lớp mấy rồi? Hả, cháu tí chị à? Chị có là, một cần đây chị nữa. Có một cần đây chị nữa. Phải quá. Đi từ từ đâu. Khói quá. Còn ở dưới này là nhà trưởng thôn ở dưới này. Hôm nay đi sẽ không gọi trưởng thôn các bác ạ. Mình sẽ đi thẳng vào nhà phó luôn. Sắp đến nhà phó rồi các bác ạ. Đi xuống dưới này. Ở cái khu này có một nhóm rất là tập trung, rất là đông người. Rất là đông hộ.
Ôi trời, đường khó đi thế. Ôi trời. Biết bố bỏ đi đâu không mấy thanh niên? Biết bố bỏ đi đâu không? Bố của bỏ à? Thế là cái kia? Bố cừ đâu? Gọi bố thế nào? Hả? Sao lại chú gọi cho? Nào đi. Đi nhà đi. Tụi ni lúc ni nào? Dạ, tụi này xin luôn à? À, các bác ở đây, cái nhà này là nhà của mẹ kế. Nhà mẹ kế của bố. Còn nhà bố bố là ở trên à? À, thế sao lại... À... Cái nhà này là cái nhà của mẹ kế các bác ạ. Đâu chính nhà bỏ ở đâu? Bỏ nhà ở đâu? Lên đi. Ừ. Bỏ tuần đi chị bao? Tuổi ơi chị. Tuổi cư. À đây đây là chị dâu của bỏ đấy à? Thế đây. Ồ, bố, em gái của bố đây à, lo số xe. Chị là. Em gái của bố đi. Nhà bố bố ở đây. Thế bố bố ở đây hay là ở nhà dưới? Bố ở đây, mẹ ở nhà dưới. Mẹ ở nhà dưới á? Thế có ở chung nhà với nhau đâu? Mẹ bố chửi em có là bố hỏi là bố chửi mẹ mẹ đi cậu ơi. À như nào bố, như nào bố bảo, như nào mẹ chửi chú là bố bảo mẹ là mẹ bảo bố bảo mẹ là mẹ quậy nhau con được bố là mẹ chạy đi nhà quế để à. Tôi kia đi họ anh ở địa kia. À thế con bò này của nhà nào? Con bò này của mẹ, hai con bò này của mẹ kế. Hai con bò này của mẹ kế à? Vâng. À. Thế con bên kia? Con bên kia là cậu. Chị này cho là có con bò, chị này không cho con có được. Con bò của chị á? Con bò của chị anh kế. À con bò của anh trai à? Vâng, của anh trai cho là có, anh trai không cho là con có được. À anh trai cho thì mới có phải không? Vâng, anh trai không cho không có. À. Sao? Bỏ anh trai không cho đâu nhỉ. Các bác ở đây là một cái nhà của bố bó thì thật sự là cũng rất là nghèo, không có một cái gì luôn các bác ạ. Đấy cái này là của anh hôm nay về sẽ cho tiền 50.000. Kia là đây là anh trai của bó đây à? Vâng, hôm nay về xe tao cho tiền 50.000. Sao lại tao cho tiền? Vào mồm ngay. Vào mồm đi. Đây là anh trai của bố đây à? Vâng. À. Thế vào đây nói chuyện một tí xem nào. Còn nói là hãy đứng chỉ xem nào. Thế bố đi như thế mà anh trai không đi tìm bố à? Tìm chứ, tìm bao nhiêu lần rồi. Tìm bao nhiêu lần không thấy à? À. Nó tìm được thì ở nhà thì vẫn không ở nhà nữa. Ừ. 2-3 ngày thì nó mới chạy. Nó ở nhà nó bị làm sao mà chạy? Không biết được. Không biết được. Thế bảo mẹ đánh có đánh không? Không biết rồi. Ở nhà khác rồi không biết. À, em ở nhà khác không biết à? Ừ. Thế bố đi như thế mà không biết à? Kia là em gái của bố kia? Không phải. Đúng rồi. Gái nó đi trồng ngô. Ai? Con em gái đi trồng ngô. Ừ.
Còn ở cái nhà ở dưới này là của mẹ hai à? Vâng. Từ này giao lý là? Từ chi nhân trả nhớ nó? Nhân nó. Chi nhân nó thế? Ừ. Từ này nhân trả thế? Từ này nhân nó thế. Ừ. Ồ. Nó mọ tu lại. Ồ. Ồ, từ tu tỉnh lại. À. Cái nhà dưới là mẹ kế, nhưng mà mẹ kế cũng đã có con lớn rồi. Có con lớn rồi nên là mẹ kế ở nhà cái nhà này quá. Anh ông tưởng là mẹ kế ở cái nhà dưới nhưng mà không phải. Mẹ kế vẫn ở nhà với bố phó ở cái nhà này. Nó đi vào xem tí nè. Nhưng mà bố phó không ở nhà, có xem được nhà không? Được rồi. Được rồi. Bố về rồi. Bố về rồi á? Bố đang ở đâu? Đang ở trên đường. À. Chồng. Là không còn gì đâu. Chèo ta. Rất là nghèo, rớt mùng tơi. Cái nồi cái chó bột ngô. Thế em gái cũng ở đây à? Em gái ở đây hay là đi đâu à em? Ừ, gái cũng ở đây mà. Em gái cũng cùng ở đây. Ừ. Thế hôm nọ có bảo là em gái đi trông con cho anh trai. Nó vẫn ra ở đây rồi. Em là con cả hay con thứ hai? Em đấy. Ừ? Em là con thứ hai. Thứ hai á? Ừ. Đi lên nhà xem nè. Thế sao? Chị tu tu chị lo mà chị nó. Nó. Đâu ạ? Đâu còn bạn nào nữa? Đâu nhà của anh trai phó đâu rồi? Đây, đi ở đây đi. Hả? Đi ở đây đi. Đi đường này đi. À, đi ra kia à? Đi sang nhà anh trai phó thế nào? Có chung. Ông sẽ cho các bác lên nhà anh trai của phó bác ạ. Bố phó đi đâu không biết à? Bố đi đâu rồi? Bố trên kia nó xuống. Kia chưa về á? Về rồi. Về á? À. Hai vợ chồng của bố phó thì chưa về các bác ạ. À, các bác đợi một lát nữa đi vào nhà anh trai của phó xong là tiếp tục quay lại nhà bố phó các bác nhé, đi xem mặt mẹ kế của phó. Ôi dồi, cái này là toàn là trồng ấy à? Vâng. Ngô với lại nho bí rất là đẹp nhỉ, tốt lắm. Ở đây là người ta hay bón cái phân chuồng này, nên là nhau rất tốt. Nhà mình làm được lâu chưa? Làm được một năm. Làm được một năm á? Ôi dồi. Ôi dồi. Cái nền nhà nứt nẻ hết. Dạ. Còn một anh nữa thì ở đâu? Mỗi người ở chân. À, nhà có to không? Nhà to như này không? Nhà bé một tí. Nhà đẹp như này không? Bé. Bé rồi. Bé bé á? À. Em có mấy người con rồi? Có một đứa. Một đứa à? À, kia bà đang cống kìa. À. Kia là bà nội hay như nào? Bà nội. Bà nội của em à? Bà nội của vợ. À, bà ngoại. Đâu lấy kẹo đâu? Đây bóc bóc cho con ăn đi, bóc kẹo cho con ăn. Xin anh. Rồi. Đâu bạn này vừa nãy được ăn chứ nhỉ? Rồi. Ô, oh, vỡ hết rồi.
Thế cái nhà cột cố nên là bị siêu, bị siêu méo nên là kéo hết vỡ cả pro rồi. Bó là hôm nay là phải ở đây nhé, bó nhá. Hả? Anh trai đâu? Anh trai ở nhà không? Anh trai của em. Em tên là gì? Em tên là Dua. Dua à? Ô, em theo đạo à? Vâng. Rồi nhờ anh trai qua, anh trai qua đường nào đi? Qua đường trên. Qua đường trên này đi. Rồi nhờ anh trai đâu? Trên. Đi xa lắm à? Vâng. Cái nhà này á? Không phải nhà này nữa. Cái nhà giữa. Nhà có blue. Nhà to kia á? Nhà to không phải, nhà bé một tí nữa. Ok. Bố. Bố có bó kia hả? Ôi ôi, cái nhà nhìn các bác. Này mà mùa đông về thì đúng là thôi rồi. Từ sau trời gì sau ờ mỗi tết là hả chồng cho bóc cửa hết từ phải no mấy nhỏ con đi là ui mày mày như đi là ăn mò ăn đào nó lý ôi rồi ôi đấy sinh năm 7 có hay có chị Sung nào 79 sinh năm 79 mà vẫn còn con với bé các bác ở đây lấy vợ hai xong là để con với bé này, này. Anh đi về trước đi để em sang bên này nhé. Xem con trai cả của anh như nào tận xong rồi đâu nhà anh ông sẽ dẫn các bác đi vào nhà anh trai của bó xem như nào nhé. Cái nào, cái này à? Cái này. Cái anh trai của phó nhà này á? Vâng. Ôi ôi. Có ai ở nhà không? Có. À, đi qua đường này à? Thế con bò này là của nhà nào? Cái này là của con nhà bên cạnh nó đúng không? Cạnh, vâng. Hả? Của nhà bên cạnh. Cái con bò này là của nhà bên cạnh này. À. Ôi ôi. Ở đâu có ai ở nhà đâu? Ờ. Hả? Anh vừa mới xuống. Anh vừa mới xuống à? Về. Ôi ôi. Các bác ở nhà, cái nhà của hai anh trai của có cũng rất là nghèo. Đâu anh nào, anh nào? Vâng. Đây là anh trai à? Vâng. Đây là anh cả của có à? Có tổ tiết nào là? Nhớ chưa? Dạ. Em tên là gì? Tên Nô à? À. Có mấy đứa con rồi? Hai đứa. Hai đứa con à? Vâng. À, mấy anh em của nhà phó đều biết nói tiếng Kinh các bác ạ. Không ai cũng biết nói một ít. Kia là vợ đấy à? Vâng. Vợ của Nô đấy à? Vâng. Con đứa này là con cả à? Vâng. Còn kia là con thứ hai à? Vâng. À. Thế cái nhà của Nô làm lâu chưa? Làm được 3 năm. 3 năm á? Vâng. Làm trước nhà... Chưa mà. Nhà Dua à? Vâng, chưa mà. À. Thế cái tấm này lấy ở đâu về bưng? Lấy ở cái trường học. Trường học á? Vâng. Trường học người ta cho à? Không, mua ấy. Mua à? Mua cả nhà. Mua cả cái này là của nhà của trường học à? Vâng. À. Trước đây mua bao nhiêu tiền? 10 triệu. 10 triệu được cả cái khung nhà này luôn. Vâng. Cả cái này cả cái tấm này. Vâng.
cái tấm tấm này là cái tấm người ta làm cái nhà chế các bác ạ, nhà tiền chế trường học, nên là khi trường học lại được tiếp tục đầu tư nên là anh của phó mua 10 triệu cả cái khung nhà này luôn. Là cái nhà này là trước là của trường học không phải không? Vâng. À. Nhà này tầm khoảng, nhà này thì tầm khoảng 30 mét vuông các bác ạ. Còn nhà nhà anh thứ hai của phó là tầm khoảng 50 mét vuông. Còn nhà của bố phó thì cũng bằng này, to bằng này, tầm khoảng 30 mét vuông. Đây là đây là cái gì mà đây trước này? Đây là cái chỗ ngủ à? Vâng. Cái buồng ngủ đấy nhỉ. Yeah. Nó cha pừa. Được chưa? Đây là cái buồng ngủ của hai vợ chồng các bác ạ. Bác mà cũng phải thôi, bởi vì là nghèo thế này nên là có cũng đành phải chấp nhận cái số phận. Rất là nghèo, không còn một cái gì luôn. Hai anh trai thì ở lại. Trước đây bố lấy vợ hai em nhà ở riêng chưa? Chưa á? Trước đây ở đâu? À, ở cùng nhà. À, bố lấy vợ hai được bao nhiêu lâu rồi? Được 10 năm rồi. 10 năm á? Vâng. À, thế em gái đâu? Em gái đi đâu rồi? Nó đã về rồi. Gọi nó về xem nào? Về nhà. Về nhà bên kia? À, không, không, tí đi sang bên kia đó. Vâng. Mà. Đâu kẹo đâu? Lấy kẹo ở đây để cho mấy bạn này. Đâu con nhà em đâu? Đây. Bóc cho hai con ăn đi. Rồi. Nhà có bò không? Có một con. Có một con à? Bò của mình hay bò vay tiền nhà nước? Bò của mình. Bò mình của mình tự có à? Vâng. À. Nhưng mà bé. Thế nhà vua có con bò nào không? Không có à? À. Thế bố bò có không? Có một con phải không? À. Thế mấy bạn này vừa nãy được ăn kẹo chứ nhỉ? Vừa nãy cho kẹo rồi đúng không? À, vừa nãy cho rồi đúng không? Vừa nãy cho rồi, bây giờ không cho nữa. Cái tấm lập kia bị vỡ hết. Rồi, bây giờ quay sang bên nhập bố bó đi. Đi. Cái nhà này đi đâu hết rồi? Cái nhà này của anh cậu á? À, nhà của em trai của mẹ kế phải không? À, bé của bác ạ. Thôi đi lấy cái mic về đi. Đây. À, thế đi qua đây xuống cho nó nhanh. Đi đừng tắt. Đi xuống dưới, chạy xuống dưới, quay lên. Ờ, anh Hùng lại tiếp tục quay lại chỗ nhà bố của phó của bác ạ. Ô, cái nhà nào nhỉ? Quên rồi. À, nhà này đúng không? Thế sao nãy lại đi qua đường kia? Hả? À, đúng rồi nhỉ? Ừ. Đây là vợ anh đây à? À. Nước đi lấy ở đâu vậy? Đây là một cứ rồi ạ. Để. Ừ? Một cứ nhà nó là. Đi đã với. Ừ. Bỏ đi về nhà đi bỏ. Ôi. Đi từ sáng trồng ngô từ sáng à anh? À.
Lấy vợ hai được mấy đứa cháu rồi? Ba đứa. Ba đứa à? À. Được chứ? Không lấy được không được. Đâu ba cháu đi đâu rồi? Ba cháu đi đâu rồi? Đây anh cầm ít kẹo để tí cho ba cháu nó ăn. Tụi mẹ à? Tụi mẹ à? Ô, chị là mất tha ừ. Đây à, đây là con à. Thế con cả được bao nhiêu đứa? À, vợ cả được 4 con à? 5 à? Thế còn em của Phó đâu? Em của Phó đi xét nước. Đi xét nước á? À. Ừ, làm một chút chơi. Dạ ta. Có là từ hôm nay là ở đây nhá. Có nhá. Ở đây với bố nhá. Đi nhá. À bố. Đi bố kia mà có một cái con. Mình chả tặng hai con này con. Ôi, anh lo nhỏ hơn em chứ. Bây giờ chi lo đó. Ừ. Rồi. Ở chè. Bó là ở đây nhé, bó nhá. Trồng ngô được nhiều chưa, anh ơi? Trồng được ít nhờ. Khô thế này không biết trồng. Khô thế này không biết trồng à? Toàn lên trên núi đi trồng à? Vâng. À. Khô thế này mà không biết là cái gì. Không biết làm cái gì à? Ừ. À. Vợ anh được bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm bao nhiêu? 42. 42 tuổi á? À? Vâng. À, chị Sùng? Vừa Sùng. Vừa Sùng. À, sinh năm 83. Sinh năm 83 mà nhìn già đấy nhỉ? À. Có là từ hôm nay là bắt đầu ở đây với bố với mẹ nhá. Thấy chưa? Hả? Ôi cháu à? Nhìn đi ôi cháu à? Bố. Con nhóc co đó hả? Hả? À. Giờ này cũng đã 10 giờ rồi các bác ạ. Thế em hôm nọ bảo làm thẻ đến đâu rồi? Thẻ bảo hiểm cho bó ấy. Hôm qua đi ông làm thẻ đi về nhà. Như nào? Hôm đi qua về. Mới đi á thì hôm anh sang bên kia là hôm thứ mấy nhỉ? Hôm sang bên nhà cái ấy. Thứ tư. Làm gì? Ở thứ ba. Thứ ba? Ừ. Thứ ba, thứ tư, thứ năm mà anh không đi làm thì bây giờ lại mấy nữa lại còn phải chờ lâu đấy. Thế em nói với anh là anh phải mấy hôm nữa cho bó đi chữa tai ấy. Anh phải đi xuống dưới kia trông bó nhá. Nhà có tiền không? Nhà có tiền đâu. Không có tiền á? Thế hôm nọ đi làm thuê có được tiền không? Được 2 triệu nó mua giống ngô này, mua ngoài ít phanh. À, được 2 triệu ông mua giống ngô, mua cả phân hết rồi. À. Bao nhiêu bao giống ngô? 5 bao. 5 bao à? À. Thế là anh phải chuẩn bị nhé. Lúc nào em gọi anh đi, anh phải đi luôn nhé. Ừ. Phải qua xem nào từ sang tuần sau. Tầm khoảng thứ 3. Thứ tư, thứ ba là xuống nhá. Nó đi thứ bảy rồi. Nó thứ bảy mà. Ừ. Mà chọn nó thứ nào hay là mà vô tao thẻ rồi. Thứ năm mới làm được thẻ á? Hả?
Thứ năm mới đi đi làm được thẻ, còn thứ tư chứ không làm được à? Không làm được. Họ nghỉ à? Ừ. Họ hẹn thứ năm mới đi à? Ừ. À, thế cái thẻ đấy được hỏi trưởng thôn chưa? Gõ rồi. Hỏi trưởng thôn hay là trưởng thôn cầm về? Đem à? Hả? Đem à? Không, cái thẻ mới mà. Thẻ mới á? Thẻ mới chưa cấp à? Chưa. Thế cả nhà anh cấp đủ chưa? Chưa. Vẫn chưa có. Vẫn chưa có thẻ mới á? Chưa. Nay Linh à? Ừ. Tao mong ca này. Tao mong ca? Ừ. Ồ. Mong ca mà tù trưởng thôn mong ca lò má. Lò mò lò tiết trưởng ca này. Là như là do nhiệm mù ô nhiễm này. Ờ. Ở nhà có mấy con bò? Hai con bé. À? Hai con bé là của anh riêng anh hay là của nhà vợ hai nữa? Của anh mà. À. Con này phải quận cháu rồi. À. Hai cháu con hay một con? Của anh ấy. Một con mẹ, một con bé. À, một con mẹ, một con bé. Thế là để con mẹ đẻ ra con bé phải không? Ừ. Có bò không, có lợn không? Còn lợn không có. Không có lợn à? Có một con to thế này. Như nào? À, có con gà không? Con gà mấy con đấy? Mấy con bé này à? À. Thế bố là phải ở đây với bố nhá. Nay bố xong là mấy nữa làm việc thẻ thì mới đi Hà Nội. Thấy chưa? Lại toát hết mồ hôi rồi. Thế là chú lừa. Chú lừa bó ở đây xong không cho bó đi à? Đúng rồi. Đúng rồi á. Lại khóc rồi. Thế ở đây thì làm sao? Bố có đánh đâu mà. Bố có đánh đâu mà. Từ chiếc trên đầu nè. Hả? Thế đi ở kia để làm gì? Ở đây để cùng bố đi làm nương ấy chứ. Phải không? Ôi giờ tuần này thì chi nhớ mà. Hả? Có. Ừ? Nó kiểu đã 2 ngày nó thì đã đến nhà anh rồi. Chắc chú đi nhà nó cứ đi rồi. Sao lại khóc thế? Nói đến thở chưa? Hình như là còn hết ngôi phải không? Có cứ xót xóa. Cho bên lá. Bên lá. Thế nọ đi làm thuê được 2 triệu thôi à? À, đi làm cái việc gì? Cán gỗ. Hả? Cán gỗ. Cắt gỗ à? Ừ. À. Em cũng ở đây gặp anh ấy thì anh xem lo cho em cái thẻ nhanh nhá. Đi thứ năm đi lấy thẻ. Ừ. Đi lấy thẻ xong là đi về Hà Nội luôn. Ừ. Cũng phải về Hà Giang khám, ít nhất phải mất 10 ngày đấy, tầm khoảng 10 ngày đấy. Ừ. Nên là anh sắp xếp đi cùng nhá, còn tiền viện phí của bó là em lo hết. Ừ. Nhá. Nên là anh phải bỏ thời gian đi trông bó. Bây giờ cái tai của bó là bị hai bên thủng hết rồi, đang chảy mủ. Nó anh bảo là bó là bị từ lúc bao nhiêu tuổi? Cái tai ấy. Cái tai 3 tháng nữa là bị lâu rồi. 3 tháng cũng bị á? À? 3 ừ. tháng bị thủng á? À? Ừ. À, bị chảy mủ á? Ừ. À. Đó mà bê lì lâu nó còn đây mò lì lò luôn lì à? Ờ. Thật mềm mềm lên mò. À. Thế bây giờ bố bảo mẹ đánh không phải đâu, phải không? Không biết đâu. Không biết á? Thật mềm mềm bê lô xỉ là mó lì là ờ. Còn
tên chế chua đó mà nó chỉ đa đây là giống ờ nó đa đây là cho cam mô rồi ờ à, các bác à thì bố phó có nói là cái tai của phó là bị từ lúc 3 tháng rồi phê lên gì rồi từ lúc đẻ ra 3 tháng nó bị rồi rồi phê lên gì thì mô lâu lên nó rồi à. Các bác ở đây thì cũng không biết là phó có nói là như vậy nhưng không phải là nguyên nhân là mẹ đánh thủng đâu các bác ạ. À, cũng khả năng là cũng có đánh nhưng mà cũng không nên nối mà đánh thủng cả hai cái tai màng nhí, bởi vì là bố phó có nói là từ lúc 3 tháng tuổi đã bị đau nhiều rồi. Đau xong lớn lên. Nếu mà phó mà không đi tắm thì không bị, đi tắm thì lại bị, đi vào suối tắm thì lại bị đau. Thì ở đây rất là gần sông suối nên là trẻ con ngày nào cũng xuống sông tắm nên là cũng không khỏi. Phó là hôm nay là ở đây với bố, cho nào hôm nay thứ bảy ở đây 4-5 ngày nhá, để đi mấy nữa đi làm thẻ nhá. Ở đây nhá, ở nhà. Hả? Hả? Có. Thì em hỏi qua một tí là bảo có, nó có nói là mẹ kế đánh nhưng mà không biết có phải không? Không biết. Không biết á. À. À, đây là em gái của có đây à? Thế bây giờ bố bảo em gái lại đi trông con cho anh trai không phải đâu à? Không. Đâu rồi? Đây, chú. Cái lột nó nè. Thông báo với anh là cái lịch đi chữa bệnh cho bố là phải, bây giờ cũng phải chờ thẻ. Thì thẻ là anh, hôm nọ anh lên là cán bộ hẹn là thứ năm mới làm được à? Vâng. À, thứ năm mới đi làm được. Đấy. À. Bọn thứ năm mới đi. À. Lấy vợ hai đấy thì con lớn được bao nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi rồi. Con lớn nhất đấy. Ừ. Tuấn lo này. Ừ. À. À, lấy vợ hai được bao nhiêu lâu rồi? 10 năm nữa. 10 năm rồi á? Ừ. À. Vợ hai thì có mấy con? 3 đứa. Hay có cả. Ừ. Một bé tuổi mấy tuổi mình thay một trong cụ. Ồ. Chó tuổi tu nhau luôn chứ. Ồ. Đâu rồi? Lê con. Lê xế. Hay tui bó tui mò lọ. Lê con chẳng. Ồ. Lê. Chôn đun tui. Đây là em gái của bố đấy à? Học nó mấy rồi? Chị cậu thế à? Không đi học à? À đây. Thế có chuẩn bị gì ăn cơm trưa chưa? Chưa. Chưa á? À. Các bác ở đây thì khả năng là cũng chỉ chia sẻ đến đây thôi. Cũng đến gặp mà bố có với lại tất cả anh em có rồi. Mà về nhé, xong là anh phải để ý điện thoại nhé. Em gọi phải thứ năm đi làm được hay không được thì anh phải gọi cho em nhé. Thứ năm hôm nay thứ bảy là phải mất 6 ngày nữa các bác ạ. 6 ngày nữa thì mới có thẻ, bởi vì là với lại cái thẻ thì cũng nói với các bác là có một số cô góp ý là trước khi làm thẻ xong rồi sau một tháng thì mới được đi khám mới được mới có hiệu lực, nên thì cũng không biết làm như nào nữa. Một là cho bó về làm đi làm dịch vụ thôi, đi khám dịch vụ, chứ còn nếu mà thẻ mà chờ một tháng sau nữa mới được khám thì cũng rất là lâu.
Nếu mà làm xong thì cũng rất là lâu các bác ạ. Một thì cũng xin phép được hỏi các cô, các bác, các mạnh thường quân gửi tiền giúp phó đấy thì gọi điện cho nông và nhắn tin cho nông. Bởi vì là cái thẻ bảo hiểm đấy thì hiện tại mà có làm được thì lại phải chờ một tháng sau thì mới được khám các bác ạ. Đấy. Nên là cũng như là mong các nhà tâm, các mạnh thường quân xem được trước phim ấy thì hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho nông xem cho phương án, cho phương hướng để giải quyết sớm. Bởi vì là hiện tại là cái tai của phó cũng viêm rất là nhiều, mổ chảy rất là nhiều tai ra. Thì khả năng là em đi về thôi nhé. Anh cứ sắp xếp thời gian đi nhá, em đi về. Có ở đây nhá. Ở đây hay đi. Lại ai lại ai lừa đâu? Hả? Đến nhà rồi mà lừa đâu? Đưa về nhà sao lại phải khóc? Ở đây đi chứ. Về nhà phải ở với bố với mẹ chứ. Nhá. Hả? Hả? Ở nhà với bố với mẹ chứ sao phải khóc? Hả? Mẹ có cái gì mẹ con cho ai không ở? Mẹ có cái gì mẹ không cho ăn không ở á? Mẹ mẹ không cho ăn à? Mẹ có cái gì mẹ không cho ăn á? Thế bố có cho không? Hả? Hả? Ở đây mấy hôm nữa mà, ở đây với bố mà, nhá. Nhá. Không á? Là có. Ở đây với bố với mẹ ấy chứ. Không ở á? Ở thì làm sao? Hả? Nói lại đi. Ở thì làm sao? Không sao. Ở thì làm sao? Bố không cho cơm ăn hay mẹ không cho ăn? Bố về là bố cho. Bố đi làm thuê này, mẹ không cho. Bố về bố cho ăn, xong bố đi làm thuê mẹ không cho á? À, đi về đi. Đây. Đi về nhá, ở đây với bố mấy ngày nhá. Ô, muốn đi à? Ở đây với bố mấy ngày còn gì nhá. Ô. Em về nhá anh nhá. Vâng. Thế bảo ở đây với bố mẹ cơ mà. Đây là cái nhà của mẹ kế anh ông không vào quay được các bác ạ. Hả? Thế bố vẫn nhớ đi, vẫn đi đuổi theo các bác ạ. Đi đuổi theo con. Bố cũng thương, bố của bố cũng thương cho là vì nhiều quá. Nhiều quá nên là đi làm thuê nên là để ở nhà với mẹ kế thì cũng có khả năng là cũng có thể là cũng bị ăn đòn nên là có mới như này. Bố thì cũng rất là thương rồi, bố cũng rất là thương phó. Bố thấy phó đi theo phó, bố lại đi theo sau các bác ạ. Bố khóc kìa. Bố còn khóc kìa, bố khóc vì phó kìa. Ừ. Ở đây chứ. Đi theo chú nói phải vâng với dạ, chú mới cho đi nhá, nhớ chưa? Lúc nào đi cùng chú nói phải nghe lời.
Phải vâng với dạ nhé. Nói chú nói mà đứng một chỗ mà không đi làm là chú không cho đi đâu nhá. Không ừ. Nói cái gì phải nghe về vâng dạ nhá. Nhớ chưa? Ừ. Đây thì cũng đang nghỉ ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nên là cũng không làm được thẻ các bác ạ. Nên là cũng phải đợi. Thức phim của Nông xin được khép lại ở đây. Nếu quý khán giả quý mến Nông thì cho Nông xin một like, chia sẻ, bấm đăng ký để ủng hộ Nông. Nông xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các cái thức phim sau. Rồi. Nông xin phép được giới thiệu với các bác là Nông có bán mật ong rừng. Đây là chai mật ong rừng các bác nhé. Chai 1 lít mật ong rừng. Nếu các bác quan tâm thì có thể là ủng hộ Nông mua 1 lít hoặc là 1 nửa lít. Bác, đây là chai 1 nửa lít. Để Nông có tiền để mua xăng đi lại giúp các hoàn cảnh bất hạnh ở vùng cao. Khi các bác nhận hàng thì có ghi ở trên nắp chai như này. Niêm yết bằng từ bóng và ở cái chai thì có ghim logo kênh ở trên chai nhé các bác nhé.